Nam Á Bank hợp tác với GCPF thực hiện chương trình tín dụng xanh. Nam Á Bank và GCPF tự hào cấp vốn chung tay bảo vệ môi trường, nâng cao cuộc sống người Việt Nam. Tín dụng xanh, nguồn vốn cho cuộc sống xanh. Xin được chào đón tất cả quý vị khán giả, chúng ta đang có mặt tại buổi tọa đàm kinh tế của báo VN Express với chủ đề là tài chính xanh, giải pháp vốn cho doanh nghiệp vì môi trường. Và thưa quý vị, trong năm 2021, chúng ta không thể không phủ nhận sự tàn phá ghê gớm của đại dịch Covid-19 đối với thương mại toàn cầu, tăng trưởng kinh tế và đời sống xã hội. Trong nguy cơ cơ, giai đoạn bình thường mới được xem là một cơ hội vàng để định hình lại cách chúng ta vận hành để trở lại lợi hại hơn xưa, phục hồi theo hướng bền vững hơn và xanh hơn. Và trong những năm gần đây, nhờ có những chính sách thuận lợi, lĩnh vực tài chính xanh trở nên sôi động và duy trì ở mức tăng trưởng nhanh chóng, bất kể tác động tiêu cực do đại dịch Covid-19 gây ra. Và tại Việt Nam cũng gia nhập làn sóng tài chính bền vững từ năm 2019 với tổng giá trị trái phiếu xanh đạt 27 triệu USD. Khối ngân hàng trong nước cũng có nhiều nỗ lực xanh hóa. Và thưa quý vị, theo số liệu của Ngân hàng Nhà nước, tính đến quý 1 năm 2021, có 67 tổ chức tín dụng triển khai tín dụng xanh. Dư nợ cấp tín dụng đối với các dự án xanh chiếm 3,6% tổng dư nợ toàn nền kinh tế, tăng 0,46% so với năm 2020. Và khoảng 5 năm trước thì tín dụng xanh có lẽ là một khái niệm còn khá mới mẻ đối với nền kinh tế Việt Nam. Tuy nhiên, với bối cảnh biến đổi khí hậu diễn ra trên toàn cầu, Việt Nam được đánh giá là một trong những quốc gia có mức độ ô nhiễm hàng đầu hiện nay, thì khái niệm tài chính xanh, tín dụng xanh mới thực sự quan tâm đúng mức. Và đây cũng là giải pháp quan trọng góp phần vào tài chính phát triển bền vững của nền kinh tế. Và thưa quý vị, trước khi mà chúng ta đến với những phần quan trọng trong chương trình ngày hôm nay, Như Ngọc xin được trân trọng giới thiệu các vị đại biểu có mặt trong chương trình. Xin được giới thiệu ông Hà Huy Cường, Phó Tổng Giám đốc Nam Á Bank. Xin được trân trọng giới thiệu ông Hoàng Anh Dũng, chuyên gia năng lượng công ty Responsibility Invest AG và quỹ GCPF. Xin được trân trọng giới thiệu ông Mã Khai Hiền, chuyên gia năng lượng bền vững, Giám đốc Enerteam. Xin được trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Văn Hậu, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Năng lượng VGES. Và phần đầu tiên của buổi tọa đàm ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nói đến tài chính xanh tại Việt Nam đang diễn ra như thế nào. Và thưa các vị diễn giả, tài chính xanh đang hướng tới tăng trưởng của ngành tài chính trong mục tiêu chung của phát triển bền vững. Tuy nhiên là chúng ta vẫn chưa có những khái niệm thống nhất về tài chính xanh, định nghĩa gần thực tiễn nhất trong bối cảnh hiện nay về tài chính xanh theo các diễn giả là gì ạ? Và với câu hỏi đầu tiên này thì có lẽ là Như Ngọc xin mời phần chia sẻ của ông Hoàng Anh Dũng ạ. Vâng, xin cảm ơn chị. Thực ra là về cái định nghĩa về tài chính xanh thì chúng ta có thể là tìm được rất là nhiều trên là những trang web Google chẳng hạn. Thì nó đưa ra những khái niệm rất là chung chung, bởi vì sao? Vì nó có thể phần nào đó nó áp dụng những cái định nghĩa từ phía là nước ngoài và là nó chưa sát với thực tế tại Việt Nam. Thì theo cách hiểu của tôi ấy, thì là cái tài chính xanh ấy, nó là những cái nguồn vốn tài chính mang cái tính thúc đẩy, kích thích và là khuyến khích phát triển các sản phẩm công nghệ, kỹ thuật cũng như là đầu tư dự án. Tôi xin trình bày cái định nghĩa về thực tế nhất tài chính xanh tại Việt Nam để theo cách hiểu sao cho chúng ta là có thể là dễ dàng là có thể là hiểu được ngay là tài chính xanh là gì. Thì ở đây tài chính xanh là cái nguồn vốn tài chính mang cái tính là thúc đẩy khuyến khích các sản phẩm công nghệ, kỹ thuật và là đầu tư dự án. Tự mang lại nhiều lợi ích, không chỉ về lợi ích về kinh tế mà bên cạnh đó là mang lại những cái lợi ích tích cực và giảm những cái tác động tiêu cực lên môi trường và xã hội, là định hướng là giúp là mang lại một cái nền tăng trưởng sạch và bền vững. Sạch và bền vững ở đây nghĩa là gì? Tức là giúp được thay đổi, chuyển đổi cơ cấu sản xuất và tiêu dùng theo cái hướng đó là nâng cao cái mức sử dụng năng lượng hiệu quả, hướng đến là những cái nguồn năng lượng tái tạo, nguồn tài nguyên năng lượng tái tạo và giảm cái sự phụ thuộc vào những cái nguồn năng lượng nguyên thủy vốn dĩ là đang ngày càng cạn kiệt. Qua đó thì sẽ là giảm được cái mức phát thải khí CO2 ra môi trường và sẽ giúp là cải thiện cái chất lượng cuộc sống cho người dân.
Và một cái điểm đó nữa, một cái điểm nữa mà tín xanh mang lại thì tức là những cái rủi ro, những cái tác động tiêu cực lên môi trường ngoài xã hội thì nó sẽ được là quản lý chặt chẽ và nó sẽ được là dần dần định hướng là loại bỏ. Dạ vâng ạ, cảm ơn phần chia sẻ của ông. Vậy thì đối với ông Khai Hiền thì như thế nào ạ? Cảm ơn MC cũng như là quý độc giả VN Express. Thì theo cái tài chính xanh á, thì trước đây á, nó là có thể là dùng duy nhất trong cái lĩnh vực tài chính. Tuy nhiên hiện nay cái thuật ngữ tài chính xanh có thể là một cái phổ biến cho các ngân hàng trên thế giới đưa vào các hoạt động là đầu tư cho hoạt động kinh doanh của mình. Trong đó có bao gồm các cái hoạt động của ngân hàng Việt Nam. Thì vậy tài chính xanh nó là như là hành động chủ đạo cho hoạt động dịch vụ tài chính hiện nay. Thì theo thuật ngữ mà theo chúng tôi hiểu thì tài chính xanh nó kết hợp giữa hai chiều giữa dịch vụ tài chính và môi trường. Trong đó nhận thấy được là như ngân hàng Nam Á nhận thấy được cái sự quan trọng đó đã thực hiện các hoạt động liên quan tới việc mà phát triển các sản phẩm cho vay tài chính xanh, thúc đẩy cho cho ngành tài chính của Việt Nam. Thì theo cách hiểu đó thì tài chính xanh nó đóng góp vào cái việc là không chỉ là một cái sản phẩm hay một cái dịch vụ mà nó là một cái chuỗi sự hành động, nó liên quan tới sự tích cực liên đến khí hậu. Thì trong đó như đầu tư về cái năng lượng mặt trời, hiệu quả năng lượng giúp cho việc mà giảm phát thải khí nhà kính, cải thiện môi trường tốt hơn. Đặc biệt nữa là doanh nghiệp khi tham gia vào sẽ mang lại cái nhất là một doanh nghiệp phát triển bền vững, có trách nhiệm xã hội. Thì ở Việt Nam thì mặc dù có rất nhiều cái hoạt động đầu tư về hiệu quả năng lượng, tuy nhiên cái sự không thể thiếu được một cái gọi là cái hành động cái đồng hành cùng với dịch vụ tài chính xanh. Thì mặt khác thì chúng ta thấy là cái nguồn năng lượng về quả thạch hiện nay là ở Việt Nam nó hữu hạn, thì nó gắn kết với sự cạn kiệt của nguồn tài nguyên. Thì một trong những cái hành động mà để thúc đẩy để giảm thiểu được cái tác động môi trường thì dịch vụ tài chính xanh nó giúp cho việc mà can thiệp vào việc mà giảm tác động đến cái biến đổi khí hậu, đến cái môi trường của chúng ta. Thì có thể nói là tài chính xanh có xem xét như là một công cụ giúp cho việc định hình cũng như là phát triển được cái công cụ hỗ trợ cho thúc đẩy can thiệp vào quá trình mà biến đổi khí hậu. Thì có thể nói khẳng định là cái biến đổi khí hậu nó sẽ định hình được cái bối cảnh đầu tư của cho thị trường chúng ta, bao gồm luôn là ngành tài chính xanh. Dạ vâng ạ, cảm ơn phần chia sẻ. Thế thì đối với ông Huy Cường thì như thế nào ạ? Vâng ạ, xin chào tất cả quý vị. Để định nghĩa cái tài chính xanh, thực sự là chúng ta có rất là nhiều cái cách thức để hiểu về nó. Tuy nhiên đứng ở góc nhìn của tôi thì tôi quay lại về cái chiến lược của quốc gia về tăng trưởng xanh. Trong cái chiến lược từ giai đoạn 2011-2020 và cái tầm nhìn đến 2050 thì tôi nghĩ rằng nó có 3 cái điểm chính. Cái thứ nhất đó là liên quan tới cái việc mà sẽ rằng là giảm phát thải cái khí nhà kính. Cái thứ hai là tăng trưởng cái năng lượng xanh cũng như là năng lượng tái tạo. Cái điểm thứ hai đó là sẽ xây dựng cái hệ thống pháp lý cho cái tín dụng xanh. Và cái thứ ba nữa đó là gia tăng cái tiêu dùng thông minh. Vậy và gần đây nhất thì chúng ta thấy trong hội nghị biến đổi khí hậu COP26 vừa rồi có mấy cái điểm chính mà chúng ta thấy nổi bật liên quan đến cái tín dụng xanh. Đó là cái việc đầu tiên, đó là việc cam kết của tất cả các quốc gia khi tham gia vào cái hội nghị, đó là việc mà tầm nhìn đến năm 2020 sẽ đưa cái việc mà gọi là giảm cái phát thải khí gọi là khí nhà kính về bằng không. Và cái hai nữa thì chúng ta thấy rằng là một số cái quốc gia ở tại EU hay là ở tại Nhật Bản hay là ở tại cả Vương quốc Anh thì tất cả những cái cam kết này nó đã đưa thành luật luôn rồi. Và cái điểm thứ hai nữa là các lãnh đạo của các quốc gia tham gia tại hội nghị đó có sự cam kết rất là mạnh mẽ về việc mà sẽ giảm phát thải khí nhà kính cũng như là ô nhiễm môi trường. Và đặc biệt đó là cái cam kết mà cung cấp các cái nguồn tài chính cho các cái hoạt động về chống biến đổi khí hậu.
Và cái cuối cùng chúng ta thấy rằng là sự tham gia trong cái hội nghị biến đổi khí hậu này, chúng ta thấy là có một số các ngân hàng, các cái định chế tài chính lớn như là Standard Chartered hay là Citibank hay là một số các định chế tài chính khác, và trong đó cái hoạt động cụ thể của họ đó là sẽ cam kết sẽ tài trợ vào cho tất cả các cái dự án mà để nhằm chống biến đổi khí hậu cũng như là giảm cái ô nhiễm môi trường. Vậy đối với chính phủ Việt Nam thì chúng ta thấy là cái phát biểu của Thủ tướng Chính phủ Việt Nam ông Phạm Minh Chính đó là cam kết mạnh mẽ của Việt Nam về cái việc mà sẽ là giảm phát thải cái khí nhà kính đến năm 2020 đó là về 0%. Vậy thì cái hành động của chính phủ đó là gì? Đó là việc chúng ta phải đưa vào trong cái chiến lược quốc gia về cái việc mà gọi là chống biến đổi khí hậu, và tất cả mọi ngành, mọi nghề, mọi doanh nghiệp sẽ đây là một trong những tiêu chí hàng đầu trong cái phát triển của mình. Vậy thì tóm lại cái định nghĩa của tất cả chỗ ấn dụng ấn hiền hay tất cả mọi người chúng ta thấy được là vậy thì cuối cùng tín dụng xanh đó chính là gì? Đó chính là các nơi cái cung ứng mà đa dạng hóa các cái sản phẩm dịch vụ của tài chính của ngân hàng là đạt ba cái mục tiêu. Mục tiêu đầu tiên đó là giảm phát thải khí nhà kính. Cái thứ hai đó là chống ô nhiễm môi trường, và cái thứ ba đó là giúp cho tăng trưởng xanh và đạt được cái mục tiêu phát triển của quốc gia. Thì đó là theo cái quan điểm của tôi nó là như thế. Dạ vâng ạ, xin cảm ơn anh. Thế còn đối với quan điểm của ông Văn Hậu thì như thế nào ạ? Vâng, xin chào MC, xin chào quý khán giả của VN Express. Nói về tài chính xanh thì nói về chữ xanh thì nó liên quan rất nhiều về môi trường. Nãy giờ mọi người cũng đã chia sẻ hầu hết các cái nội dung chính về cái ý nghĩa về tài chính xanh. Tuy nhiên theo cái góc nhìn của tôi thì tài chính xanh có nghĩa là những cái nguồn tài chính, những cái nguồn vốn để mà hỗ trợ cho doanh nghiệp, cho thậm chí cho cá nhân, cho hộ gia đình, cho toàn xã hội để mà thúc đẩy cái việc sử dụng các cái sản phẩm thông minh, các cái sản phẩm để mà tiết kiệm điện. Mình sử dụng 1 kWh điện từ các cái nguồn điện từ than đá, từ dầu mỏ, khí đốt vân vân thì mình sẽ thải ra một cái khối lượng khí CO2 như thế. Tuy nhiên nếu mình sử dụng các cái nguồn năng lượng tái tạo, ví dụ như là điện gió, điện mặt trời vân vân, thì mình sẽ không phát thải ra môi trường một cái lượng khí như thế. Trung bình một hộ gia đình sử dụng một tháng khoảng chừng 3 triệu tiền điện thì một năm sẽ phát thải ra môi trường là 10 tấn CO2. Nhưng mà nếu mình sử dụng cái loại năng lượng tái tạo thì mình sẽ không có phát thải ra môi trường 10 tấn CO2 nữa, một cách đơn giản và dễ hiểu. Xin cảm ơn. Dạ vâng ạ, với những chia sẻ rất là gần gũi, đơn giản và dễ hiểu đúng không ạ? Và thưa các diễn giả, thực trạng tài chính xanh tại Việt Nam hiện như thế nào? Và chúng ta đã học hỏi được gì từ mô hình tài chính xanh trên thế giới? Và với câu hỏi này thì Như Ngọc xin mời phần chia sẻ của ông Anh Dũng ạ. Cảm ơn. Chúng ta có thể thấy được là như là MC cũng vừa nói là những kết quả của Việt Nam, nên Việt Nam đã đạt được là trong khoảng thời gian là 5 năm trở lại đây, tức là một cái kết quả rất là tốt. Và thực tế ra ấy, thì những cái từ đó là những con số rất là ấn tượng với gọi là một là nền kinh tế mà là mới bắt đầu phát triển và áp dụng triển khai những cái là chiến lược để phát triển về là tài chính xanh tại Việt Nam. Tuy nhiên thì là theo cái kinh nghiệm của tôi thì là khi mà làm việc với lại là nhiều tổ chức ngân hàng tài chính cũng như là các dự án tại Việt Nam thì và so với lại là những là với lại các nước trên thế giới ấy, thì cái nền tài chính Việt Nam thì nó vẫn đang còn là một cái mức là một cái bước là gọi là mới mở đầu thôi. Và là tức là vẫn còn rất là nhiều những cái là khó khăn cũng như là những cái công việc mà cần phải làm, mà trong đó là cần cái sự phối hợp giữa không chỉ là từ phía nhà nước, chính phủ, mà là còn phải là một cách đồng bộ giữa các bộ ban ngành cùng với lại là các thành phần của nền kinh tế như là các tổ chức tài chính, các chủ đầu tư. Nó phải tạo thành một cái hệ thống là chặt chẽ và có liên kết với nhau. Có một cái điểm này thì tôi có thể chỉ ra, tức là nó mọi người có thể thấy tức là như là cái con số về là tín dụng xanh là tại Việt Nam thì các ngân hàng đã triển khai rất là nhiều, thì hầu hết chiếm mức tỷ trọng rất là lớn đó thì là những cái sản phẩm về những dự án năng lượng tái tạo.
thì những trong bên cạnh thì tất nhiên là trong một nền kinh tế và kỹ thuật ý, thì là có rất là nhiều những cái cơ hội để phát triển như là trong xây dựng, nông lâm nghiệp, thủy hải sản, thì gần như thì là cái những cái hoạt động về tín xanh trong mảng đó ý, nó gần như là con số 0. Đấy. Thì đó là cái nhận định của tôi, thì là cái thực tế tài chính xanh Việt Nam tức là nó vẫn còn rất là nhiều, tất nhiên là nó cũng còn là có nhiều khó khăn, nhưng chúng ta có thể tức là sẽ là nếu chúng ta đi một cách đúng hướng tất cả cùng nhau thì là sẽ là có rất là nhiều cái tiềm năng và cơ hội để có thể là khai phá phát triển. Vâng ạ, bước đầu thì bao giờ cũng khó khăn hết đúng không ạ? Thế thì đối với ông Khai Hiền thì như thế nào ạ? Dạ, cảm ơn MC. Kính thưa quý độc giả, với câu hỏi này á, thì đối với gốc dịch liên quan tới ngành thực trạng về tài chính xanh của Việt Nam thì tôi xin phép được giới thiệu một đồng nghiệp chúng tôi, ông Genot Gulis, là quản lý cao cấp của khu vực của công ty ABC ở Đức, sẽ chia sẻ với các quý vị một góc nhìn từ góc chuyên gia và quốc tế. Xin mời. Hello, Mr. Genos. Can you share about developing green lending in Vietnam and the benefits customer can get implementing green investment, please? IBC is a Germany-based, internationally operating consultancy company with a high level of competence and expertise in environment and energy, development finance, training and skill development, as well as in digital solutions. Our project on behalf of GCPF to support the green lending development at Nama Bank is implemented with support of our local partner Enerteam. The cooperation with Nama Bank covers different activities. First, we started with the elaboration of eligibility criteria for green investments. At the same time, we assisted the bank in improving the green lending operations through the development of loan products, the implementation of related procedures and processes, as well as training and capacity building. We also actively supported the elaboration of a green marketing strategy and initiated the cooperation with vendors and other partners. Presently, we assist the bank with technical assessments when analyzing the green loan applications. We are sure that all these activities significantly contribute to the lending success and therefore also to the fact that Nama Bank was honored with the Green Credit Award in 2019. Unfortunately, businesses are not always aware of the benefits of green investments. Usually they understand the energy cost savings, but there are also a lot of other benefits. Depending on the activity and the investment, they can be many and different. Producers, for example, can achieve improved product quality, better working conditions, and reduced operational costs. All is brought about by energy savings and lower maintenance costs. In contrast, service providers can increase the service quality, improve the service conditions, and reach better client satisfaction. Therefore, businesses should avoid short-term orientation. It is important to think long-term and to be prepared for the future to achieve the long-term gains. Thank you so much, Mr. Kenos. Vâng ạ, thưa các diễn giả, được biết là GCPF hỗ trợ các doanh nghiệp đầu tư vào các công nghệ hiệu suất cao và áp dụng thực hành sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Và cụ thể tại Việt Nam thì GCPF hỗ trợ quá trình chuyển đổi nền kinh tế xanh như thế nào? Thì với câu này, Nhi Ngọc xin mời ông Hoàng Dũng ạ. Cảm ơn. Thực ra là không phải hẳn là GCPF là hỗ trợ nền kinh tế tại Việt Nam, thì chúng tôi thì là tại Việt Nam chúng tôi là hợp tác với lại là có là nằm với lại là một vài đối tác tại Việt Nam, thì trong đó có ngân hàng Nam Á, thì tôi có thể chia sẻ cái cách mà GCPF là đã hợp tác và là hỗ trợ Nam Á trong cái việc mà phát triển các sản phẩm tín dụng xanh tại Việt Nam. Thì một đặc thù của GCPF tôi nghĩ nó là tức là nó gần như là rất là đặc biệt với so với lại các quỹ đầu tư trên thế giới, tức là không chỉ là có cái sự hỗ trợ về nguồn vốn gọi là cùng đồng hành với lại là Nam Á Banh trong cái việc mà là phát triển mà là các sản phẩm tín dụng xanh tại Việt Nam, thì cái việc ban đầu chúng tôi là gì? Chúng tôi sẽ là bắt đầu cái việc là sẽ là có những cái gói hỗ trợ kỹ thuật bằng việc là thuê là những chuyên gia quốc tế. Như ở đây thì là chúng tôi là có hợp tác với lại là bên IPC và là Inactim là trong cái việc mà là đánh giá
tổng quan lại nhất lại là những cái tiềm năng và cơ hội của các là sản phẩm về khoa học công nghệ kỹ thuật tại Việt Nam. Bên cạnh đó thì là chúng tôi cũng đã sẽ là phải là bàn bạc rất là kỹ lưỡng với lại là Namabank trong cái việc là tìm ra những cái danh mục sản phẩm và là trong những cái danh mục hoạt động của Namabank làm sao cho mà là Namabank sẽ phát triển được cái sản phẩm tín dụng xanh ấy mà nó thực sự ấy là phù hợp nhất với lại Namabank. Bởi vì câu chuyện là không phải là thực ra ấy, là nếu mà so với trên thế giới ấy, chúng ta có hiểu thì có rất là nhiều cái sản phẩm công nghệ và kỹ thuật thì là nó mang lại cái hiệu quả về tiết kiệm năng lượng cũng như sử dụng năng lượng hiệu quả, đúng không ạ? Thế nhưng mà làm thế nào đó để mà giúp ngân hàng có thể vận hành được là không phải là cái việc mà đi là đi tìm thị trường cho sản phẩm, mà là giúp ngân hàng ấy là có thể là một cách nhanh nhất là đưa sản phẩm đó là đến được là những cái khách hàng là vốn dĩ đã có tại của Namabank, dần dần thì là tiến tới hơn nữa thì là sẽ là phát triển đa dạng hơn các danh mục sản phẩm trong danh mục hoạt động của Namabank. Và bên cạnh đó thì chúng tôi cũng có những cái gói hỗ trợ về kỹ thuật, tức là giúp Namabank là có thể phát triển được một cái hệ thống quản lý rủi ro về môi trường xã hội theo chuẩn quốc tế của IFC, tức là tổ chức tài chính quốc tế. Thì và là không chỉ là nó là một cách đưa ra một cái hệ thống quản lý mà sẽ là một cách làm sao để mà áp dụng một cách triệt để và hiệu quả nhất, vì nó là cái việc mà là làm sao để mà cân bằng giữa những cái tiêu chuẩn quốc tế với lại là những cái là tiêu chuẩn địa phương và cái thực tế tại Việt Nam. Dạ vâng ạ. Thế thì đối với ông Huy Cường, Nam Á Bank là một trong những ngân hàng Việt Nam đầu tiên tham gia vào lĩnh vực tài chính xanh và được vinh danh là ngân hàng tiêu biểu về tín dụng xanh Việt Nam 2 năm liên tiếp là năm 2019 và 2020. Và làm thế nào mà Nam Á Bank có thể triển khai dự án thành công ạ? Vâng ạ. Cái này cũng là như tôi chia sẻ lúc nãy, trong cái chiến lược xanh của chính phủ thì cái hoạt động của ngân hàng xây dựng cái chiến lược của mình nó còn bám theo cái chiến lược của quốc gia. Do đó từ trong cái chiến lược cái giai đoạn 2016 đến 2020 thì Namabank đã xác định sẽ xây dựng Namabank sẽ trở thành một ngân hàng xanh. Đúng không ạ? Thì đây là ngay thời điểm năm 2016, đây là một cái định nghĩa tôi nghĩ là khá xa lạ. Đúng không ạ? Nhưng mà bây giờ thì chúng ta thấy cái điểm này nó thể hiện rõ hơn rất là nhiều. Và với cái chiến lược ngân hàng xanh như vậy thì Namabank sẽ lấy ba cái trụ cột chính. Cái trụ cột đầu tiên là phải nói lên là tín dụng xanh. Cái trụ cột thứ hai đó là vận hành xanh. Cái trụ cột thứ ba đó là các cái nguồn vốn xanh. Vậy cái tín dụng xanh đó là gì? Là cái chúng ta đang chia sẻ này giờ. Làm sao sẽ xây dựng được các cái sản phẩm tín dụng nó đa dạng, nó phù hợp và các cái đối tượng khách hàng, các cái hoạt động liên quan đến mà phát triển xanh. Còn cái vận hành xanh đó làm sao để chúng ta xây dựng được cái lối sống xanh, đúng không? Làm sao để xây dựng được cái công tác vận hành xanh và chúng ta có thể là số hóa tất cả các quy trình để cái vấn đề giấy tờ không phải là cái vấn đề gánh nặng của các doanh nghiệp, của các tổ chức nữa. Và cái cuối cùng đó là phải tìm được các cái nguồn vốn. Nguồn vốn là gì? Để hỗ trợ cho cái nguồn vốn giá rẻ để mà giúp cho cái việc mà đa dạng hóa các cái nguồn vốn cũng như là các cái ngành nghề trong cái tài trợ tín dụng của Nam Á để xây dựng cái danh mục nó đa dạng hơn. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai đó liên quan đến là phải chọn được cái đối tác đúng. Cũng may mắn của Nam Á là trong 2018 thì đã gặp được CBC gọi là GCBF và sau đó là đơn vị tư vấn là IBC và một đơn vị tư vấn Hồng Kông nữa là PRA. Đấy là ba cái đơn vị đã giúp cho Nam Á để bước một cái bước dài trong cái tín dụng xanh. Mà đó cái kết quả Nam Á đó, gặt hái được đó là 2 năm liền đã đạt được danh hiệu là ngân hàng tiêu biểu về tín dụng xanh. Vậy thì khi đối tác đến họ sẽ đưa đến cho gì cho mình? Các bạn thấy rằng là khi một tổ chức các quyết định chế nước ngoài họ vào Việt Nam, họ mang nguồn vốn tới, họ không phải chỉ mang tiền không, mà họ mang cái kinh nghiệm của họ, họ mang cái năng lực triển khai của họ và họ mang cái tư vấn của họ cho các tổ chức ở trong nước. Thì đây là một cái điểm lợi thế, và khi Nam Á lựa chọn được đúng đối tác đi thì Nam Á sẽ được nhiều cái, bao gồm vốn, về năng lực triển khai, bao gồm kể cả về cái tư vấn, năng lực về tư vấn cũng như rằng là cái kinh nghiệm triển khai của các tổ chức kinh tế đó. Và thời gian tới Nam Á thì tiếp tục gắn bó với GCBF nữa, sẽ có một số các cái gói tài trợ nữa, cho đến bây giờ là cũng trên 30 triệu đô rồi anh Dũng nhỉ. Và tôi nghĩ rằng năm 2022 thì cái gói tài trợ này nó sẽ còn tăng lên nữa. Và cái điểm thứ ba đó, điểm vô cùng quan trọng là thuộc vào cái năng lực của chính Namabank, đó là khả năng triển khai. Nếu Namabank không có năng lực để xây dựng được các cái sản phẩm tín dụng xanh nó phù hợp thì cái nguồn vốn nó cũng không có giá trị. Do đó là làm sao phải xây dựng được cái năng lực, phải sự quan tâm từ hội đồng quản trị đến ban điều hành, làm sao để tập trung nguồn lực để chúng ta xây dựng các cái sản phẩm đa dạng và phù hợp.
là cái đó là cái vô cùng quan trọng. Cái thứ hai đó là cái năng lực về triển khai thì cũng triển khai công tác đào tạo thì cũng là IBC là cái đơn vị cũng là hỗ trợ cho Nam Á trong mà đào tạo cán bộ các cấp từ cấp lãnh đạo tới cấp nhân viên phải thấm nhuần được cái tín dụng xanh nó là cái gì. Và như vậy cái việc triển khai chúng ta nó mới thành công. Thì đó tôi cho rằng đó là ba cái mấu chốt quan trọng mà đã giúp cho Nam Á có những thành công bước đầu đối với cái việc triển khai tín dụng xanh tại Việt Nam. Thế thì hiện nay việc triển khai chương trình tín dụng xanh đang có những lợi ích gì và cụ thể những lĩnh vực nào dành cho cá nhân hoặc là doanh nghiệp được ngân hàng là tài trợ ạ? Vâng, ở Nam Á Banh thì từ 2018 đến bây giờ, Nam Á Banh cũng đã xây dựng được một số các cái danh mục mà sản phẩm để tài trợ. Cái đầu tiên phải nói đến đó là các cái sản phẩm liên quan tới là tài trợ đối với năng lượng tái tạo. Năng lượng tái tạo thì Nam Á Banh đã đi theo hai thứ đó là bao gồm cả năng lượng gió và năng lượng mặt trời. Năng lượng mặt trời. Cái thứ hai nữa là các cái sản phẩm liên quan đến cái nông nghiệp công nghệ cao. Cái thứ ba nữa là liên quan đến các cái sản phẩm mà liên quan đến yêu cầu xây dựng, các hoạt động về xây dựng, trong đó sử dụng các cái vật liệu mà xanh. Cái thứ tư nữa đó là liên quan các hoạt động đó là các cái dự án bất động sản xanh, nó nằm trong cái danh mục bất động sản được đánh giá đó là năng lượng, thì Nam Á sẽ tài trợ cho những người mua đầu tư vào các cái dự án đó. Cái thứ tiếp theo nữa đó là các cái hoạt động liên quan tới tài trợ các ngành may mặc. Thì đây đó là những cái sản phẩm mà Nam Á Banh đang triển khai. Và thời gian tới sẽ còn một số các sản phẩm nữa mà dựa trên cơ sở là hỗ trợ của các đối tác của Nam Á hiện nay, và Nam Á sẽ phát triển thêm một vài cái đối tác nữa để giúp cho cái chiến lược ngân hàng xanh của Nam Á thời gian tới nó sẽ thú vị hơn, nó sẽ đa dạng hơn. Dạ, vâng ạ, một lý tưởng rất là lớn đúng không ạ? Thưa quý vị, xin cảm ơn ông rất là nhiều. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với phần 2, đó chính là thách thức triển khai đầu tư tài chính xanh. Vâng ạ, và bên cạnh các cơ hội các doanh nghiệp vừa và nhỏ và ngân hàng phải đối mặt với những vấn đề gì khi mà chúng ta tiếp cận các khoản đầu tư xanh? Đầu tiên thì có lẽ là Như Ngọc xin mời phần chia sẻ của ông Khai Hiền ạ. Dạ, cảm ơn MC. Kính thưa quý độc giả, thì liên quan tới những thách thức thì cho phép tôi nói về vấn đề giữa doanh nghiệp vừa nhỏ. Thì hiện nay cái thách thức của doanh nghiệp vừa nhỏ thì có thể là họ nhận định cái việc mà cái tài chính xanh, tức là họ là chưa đúng ý nghĩa cái tầm quan trọng của tài chính xanh. Có thể một doanh nghiệp họ hiểu được vấn đề là tiết kiệm về chi phí năng lượng thông qua việc cắt giảm chi phí về điện năng, nhiên liệu. Tuy nhiên họ không nhìn nhận hết cái vấn đề lợi ích đem lại của việc tài chính xanh thông qua việc áp dụng cái đầu tư về năng lượng, gọi là năng lượng bền vững, năng lượng xanh, có thể là đem lại cho doanh nghiệp những lợi ích như là hình ảnh danh tiếng doanh nghiệp được tăng lên, rồi cái sản phẩm, chất lượng sản phẩm được nâng cao, rồi năng lực quản lý của doanh nghiệp được cải thiện, và đặc biệt là cái doanh nghiệp được mang tiếng là doanh nghiệp phát triển bền vững, có trách nhiệm với xã hội, với môi trường. Đó là cái nhìn nhận mà doanh nghiệp thường là không đánh giá hết. Cái thứ hai là những cái nhận định như là việc mà đầu tư liên quan tới công nghệ, gọi là công nghệ sạch, công nghệ hiệu quả năng lượng, thường là họ nhận định là phải đầu tư nhiều, rồi đầu tư cao, rồi sẽ không có khả năng thu hồi vốn, hoặc nếu có, thời gian thu hồi vốn sẽ kéo dài. Mà thông qua việc cái đầu tư đó, thì đó là những cái mà họ nhận định chưa đúng hoàn toàn đến cái việc mà đầu tư gì, đầu tư xanh, đầu tư hiệu quả năng lượng. Mà chúng ta mà họ đã quên là khi đánh giá một cái đưa ra một quyết định đầu tư thì nên xem xét cái yếu tố là cái gọi là dòng đời sản phẩm, công nghệ, thiết bị để đem lại cái đầy đủ cái việc mà quyết định đầu tư. Cái thứ ba nữa là cái việc mà cái doanh nghiệp vừa nhỏ họ cũng hạn chế việc mà tiếp cận các cái nguồn thông tin liên quan tới cái công nghệ về hiệu quả năng lượng trên thị trường. Họ chưa có tiếp cận đầy đủ các cái gọi là có cái năng lực nhận định các thông số, các ưu điểm của các công nghệ về hiệu quả năng lượng khi đưa vào cái lựa chọn cái quyết định của mình. Và đặc biệt là cái đối với là doanh nghiệp vừa nhỏ thì cái khả năng tiếp cận các cái do cái hạn chế về cái mặt nguồn lực tài chính, nên khả năng tiếp cận về nguồn tài chính gọi là tài chính xanh thì khả năng họ chưa có kênh tiếp cận phù hợp. Đó là những cái khó khăn khi mà gặp phải khi mà ra quyết định đầu tư hay tiếp cận tài chính xanh. Đó là về mặt doanh nghiệp vừa nhỏ. Cái vấn đề thứ hai đối với ngân hàng. Thì đối với ngân hàng thì nhìn chung các ngân hàng thì gặp phải vấn đề là nhất là về gọi là nâng cao năng lực, về nhận thức liên quan tới vấn đề là công nghệ hiệu quả năng lượng hay là năng lượng bền vững. Thì đối với các cán bộ ngân hàng thì thường là họ
còn thiếu sót, hạn chế cái này. Nên họ chưa có, nhất là kết nối hoặc là giới thiệu cho các khách hàng một cái mà rõ ràng cụ thể để doanh nghiệp, khách hàng của họ để mà quyết định đi đồng hành cùng tài chính xanh. Cái thứ hai nữa là cái thiếu được thì thiếu sót về vấn đề là gọi là các cái dòng sản phẩm đa dạng trong lĩnh vực tài chính xanh, đầu tư xanh. Cái thứ ba nữa là họ chưa có chiến lược nó phù hợp, cần có một cái chính sách, một cái đặc biệt đối với khi mà tiếp cận cái nguồn tài chính xanh. Cái thứ tư nữa là thông thường là cái tài chính xanh nên được thừa nhận như là một cái dòng tiền đầu tư là tái bổ sung, thay vì là một cái tiếp cận theo cách là đầu tư thông thường. Thì thường là những cái đó là khó khăn khi mà phát triển một cái dòng tài chính xanh, đầu tư xanh cho doanh nghiệp thì họ là thiếu sót cái đó. Dạ vâng ạ. Thế thì đối với ngân hàng thì sao ạ, thưa ông Huy Cường? Vâng ạ. Chúng ta biết rằng là doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam thì gần như 97% các doanh nghiệp Việt Nam là doanh nghiệp vừa và nhỏ. Và đây là một trong những doanh nghiệp mà về cái năng lực tài chính, về năng lực về quản trị nó tương đối gọi là yếu. Và đây cũng là cái đối tượng mà dễ tổn thương nhất của thị trường, đúng không ạ? Trong thời gian vừa qua, đặc biệt là dịch Covid vừa rồi thì chúng ta thấy rất là rõ về cái gọi là cái tổn thương của các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Vậy thì vì lý do mà các doanh nghiệp vừa và nhỏ gọi là khó tiếp cận đối với các cái tín dụng xanh, nó có ngoài cái chia sẻ của anh Hiền thì tôi nghĩ nó còn thêm mấy cái điểm. Góc độ nhìn nhận cá nhân của tôi, cái điều đầu tiên đó rằng là cái gọi là cái chi phí đầu tư. Chúng ta thấy đơn giản bây giờ thôi, một cái máy lạnh thường và một cái máy inverter, cái giá nó khác nhau hoàn toàn, nó phải chênh lệch khoảng tới 30%. Hay là một cái kính chống nắng và chính thường, nó cũng khác, nó giá nó cao hơn rất là nhiều. Do đó khi cái doanh nghiệp đầu tư vào các cái sản phẩm hay các cái dự án mà xanh ấy, thì thông thường cái chi phí nó đẩy lên rất là cao. Do đó đó là cái điều nó sẽ ảnh hưởng tới cái làm cái cân nhắc tới cái suy nghĩ của các doanh nghiệp vừa và nhỏ, đó là giữa cái hiệu quả và cái vấn đề của môi trường. Đó là cái điều rất là phải suy nghĩ đối với các doanh nghiệp vừa nhỏ. Cái điểm thứ hai nữa rằng là khi các doanh nghiệp vừa nhỏ khi tham gia vào các cái dự án xanh thì chúng ta thấy một điều rằng là họ phải đánh giá về cái rủi ro môi trường và xã hội. Và đây là dẫn đến là họ phải cung cấp các cái giấy tờ nó quá nhiều, nó quá phức tạp, dẫn đến các cái doanh nghiệp họ cũng không mặn mà với này. Mà đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ thì cái vấn đề về giấy tờ họ cũng không được chuẩn chỉnh, đúng không ạ? Cái tiếp theo nữa đó là gì? Thông thường cái suy nghĩ của các doanh nghiệp vừa và nhỏ đối với vấn đề xanh, cái nhận thức cũng chưa phải rằng là đúng đắn lắm, đúng không ạ? Chúng ta thấy là ở Việt Nam chúng thấy là những cái doanh nghiệp đã làm ăn ổn định, đã thành công ở mức độ nhất định rồi, bắt đầu mới quay lại vấn đề về đầu tư cho vấn đề phát triển xanh, đúng không ạ? Do đó là chính như vậy rằng là cái sự phát triển ban đầu và cái nguồn đầu tư ban đầu đối với các doanh nghiệp đó là cái điểm mà cũng rất là hạn chế đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ. Và một cái điểm mà tôi cho rằng là nó cũng rất là thực tế đó, đối với các doanh nghiệp vừa nhỏ thì vấn đề tài sản đảm bảo đúng là cái vấn đề nan giải, đúng mà hiện nay được các doanh nghiệp nhỏ rất là khó có tài sản để đảm bảo cho những khoản vay lớn. Do đó là đó cũng là cái điểm yếu. Còn đứng về góc độ của ngân hàng thì cái việc những cái vấn đề khó khăn của ngân hàng, chúng ta thấy là thời gian vừa rồi chịu rằng cái chiến lược về phát triển xanh của chính phủ Việt Nam chúng ta có từ năm 2011, nhưng mà thời gian qua cái việc mà gọi là triển khai các ngân hàng nó chưa phải rằng là mạnh mẽ lắm. Dù rằng cũng có khá nhiều ngân hàng có các cái sản phẩm xanh rồi, có các sản phẩm tín dụng xanh rồi, có cái chiến lược xanh rồi, tuy nhiên rằng mà gọi là để đạt được hiệu quả cao và mạnh mẽ thì chúng ta thấy là chưa rõ nét lắm, đúng không ạ? Vậy thì nó âm ở một số các cái nguyên nhân. Cái thứ nhất đó là vấn đề về làm sao để xây dựng được cái quản trị rủi ro trong cái môi trường và xã hội cho các cái ngành nghề, đó là vấn đề khó. Đó là chỉ ở đối với các cái ngành ngân hàng của Việt Nam thì chưa có kinh nghiệm nhiều, do đó đòi hỏi các cái đối tác từ nước ngoài, như nước ngoài để tư vấn cho các cái ngân hàng. Như vậy thì ngân hàng phải bỏ chi phí để mà mời các cái tư vấn đó để thực hiện, do đó là cũng một trong những cái rào cản. Cái thứ hai nữa đó là cái việc mà cái khung pháp lý của để mà xây dựng cái ngân hàng xanh hay là tín dụng xanh của Việt Nam, thực sự rằng là dù rằng chúng ta có chiến lược lâu rồi nhưng mà nó cũng chưa đồng bộ giữa các ngành nghề. Dù rằng chính phủ thì kêu gọi nhưng mà các ngành nghề ở bên dưới nó cũng gọi là chưa có sự đồng bộ và gọi là hoạt động với nhau một cách gọi là hợp ý, dẫn đến rằng là nó tạo cái rào cản cho các cái ngân hàng khi mà tham gia vào cái thị trường tín dụng xanh.
Thì theo tôi là tôi bổ sung thêm một số vài điểm nó là như vậy. Dạ vâng ạ, vâng. Xin cảm ơn ạ. Thì thưa quý vị, lúc nãy chúng ta có lắng nghe các vị diễn giả đã chia sẻ là đại dịch Covid-19 đã ảnh hưởng rất nhiều. Vậy thì không biết thưa ông Hoàng Anh Dũng, hiện nay thì đại dịch đang ảnh hưởng đến tài chính xanh như thế nào ạ? Xin cảm ơn MC. Thực ra thì trong cái bối cảnh chung, không phải là chỉ riêng Việt Nam mà trên toàn thế giới, thì và nhất là đặc thù hơn là tài chính xanh thì cũng không nằm ngoài cái sự tác động và sự ảnh hưởng của cái đại dịch Covid. Thì bởi vì sao? Vì là cũng như là anh Cường cũng vừa có nói, tức là với những cái doanh nghiệp vừa và nhỏ hay là hay kể cả những cái doanh nghiệp lớn đi, thì họ cũng sẽ là chịu là tôi nghĩ là một cái tổn thất nó hoặc là những cái tác động nó rất là nặng nề. Thì là nó dẫn đến cái việc mà là nhiều doanh nghiệp ý, thì là thực tế là sẽ là không thể tiếp tục hoạt động được nữa, hoặc là nếu mà để muốn mà có thể là tiếp tục tồn tại và phát triển được ý, thì doanh nghiệp bắt buộc là họ phải là tính ra bài toán là cắt giảm. Đây là cắt giảm về nhiều mặt, tức là cắt giảm về là nhân sự, cắt giảm về là trong ngay cả cái việc hoạt là lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp, và là dẫn cách và sau đó là cắt giảm là và chi phí là đầu tư hoạt động của doanh nghiệp. Thì trong tất nhiên là cũng như tôi vẫn nhớ tức là câu mà là MC cũng có vừa nói ngay lúc đầu, tức là tất nhiên là trong khó khăn thì là sẽ nảy ra những cái cơ hội mới, đúng không ạ? Thì bởi vì sao với tôi thấy câu này thì tôi rất là thích. Bởi vì thực tế ra thì đúng là khi mà doanh nghiệp ý, và là họ phải là tính những bài toán là tối ưu là cắt giảm tất cả những mặt mà như tôi vừa nói, thì tức là đó, một bài toán doanh nghiệp sẽ phải là họ sẽ phải là nghĩ đến đó là tối ưu cái chi phí vận hành. Tối ưu chi phí vận hành tức là sao? Có thể một ý, thì là họ sẽ phải là tính đến những cái biện pháp công nghệ khoa học kỹ thuật hoặc là quản lý để làm sao cho mà họ là có thể là giảm thiểu nhất những cái chi phí hoặc là so với lại là cái thời kỳ trước khi đại dịch khó khăn, và là hoặc là họ sẽ phải nghĩ đến cái việc mà tái cơ cấu và là đầu tư và tìm hướng là đầu tư những cái công nghệ mới để sao cho mà cái chi phí vận hành của họ sẽ được là một cách tinh gọn và hiệu quả nhất. Thì lúc này thì như là chính là cái lúc thời điểm mà là tài chính xanh với những sản phẩm tín dụng xanh là có thể là phát huy được cái hiệu quả mà cũng như là được là để ý rất là rõ rệt bởi là các doanh nghiệp. Tôi ví dụ như là với một doanh nghiệp dệt may thì là có thể là cái việc mà xuất khẩu là sẽ gặp nhiều khó khăn trong cái thời điểm là Covid, đúng không ạ? Thì là cái bài toán vận hành, cái bài toán giảm tối ưu cái chi phí vận hành ấy là gì? Tức là họ có thể họ sẽ phải là tính đến những cái giải pháp về dây chuyền sản xuất, sao cho là áp dụng những cái công nghệ hiện đại nhất để sao cho mà là cái chi phí vận hành, chi phí vận hành của họ thì là nó sẽ là mang lại cho. Ở đây chính là cái việc bài toán tiết kiệm tối ưu chi phí vận hành sẽ mang lại cho họ một cái hiệu quả về kinh tế cũng như là về để sao cho giúp họ là có thể là đáp ứng và là thích nghi được với lại là cái tình cảnh hiện tại và hướng tới là một cái là sự phát triển trong cái chúng ta có thể gọi là một bình thường mới thế này. Dạ vâng ạ. Khi mà chúng ta nhắc đến năng lượng mặt trời thì xin mời ông Nguyễn Văn Hậu có thể phân tích thêm về sự phát triển của hệ thống năng lượng điện mặt trời không ạ? Xin mời ông ạ. Vâng, xin cảm ơn MC. Kính chào quý khán giả của Vietnam Express. Như mọi người cũng biết, năng lượng tái tạo điện mặt trời đã được phát minh từ rất lâu, từ thế kỷ thứ 18 và được ứng dụng rộng rãi, được sử dụng rộng rãi, được thương mại hóa từ những trên thế giới từ những năm 2008 cho tới nay. Ở Việt Nam thì trong khoảng 3 năm trở lại đây, với sự hỗ trợ của chính phủ, có những cái chính sách khuyến khích người dân, khuyến khích doanh nghiệp phát triển và sử dụng cái năng lượng tái tạo,
thì cho tới cuối năm 2020 ở Việt Nam, tổng công suất điện mặt trời đã triển khai là 19.600 MW, nghĩa là 19,6 GW. Một con số rất lớn, nó chiếm 25% cái cơ cấu các cái nguồn năng lượng tại Việt Nam. Mình có thể so sánh một xíu so với bên Đức. Bên Đức thì hiện tại con số đó là 24%. Trong đó năng lượng mặt trời mái nhà thì chiếm một nửa trong cái số 25% đó, khoảng chừng 9.600, khoảng hơn 9.000 MW. Thì mọi người cũng thấy với một cái sự hỗ trợ của chính phủ, một cái chính sách khuyến khích thì năng lượng tái tạo phát triển rất là mạnh, một cách bùng nổ, cho thấy là cái sự nhận thức của người dân, nhận thức của doanh nghiệp, nhận thức của cộng đồng thế giới, trong đó có Việt Nam, về năng lượng tái tạo hiện tại đang rất là mạnh mẽ. Và khi có một cái cơ hội nào đó thì cái năng lượng tái tạo nó sẽ bùng nổ như ở Việt Nam trong 3 năm vừa qua. Ngoài cái gọi là cái ý thức về môi trường, ngoài cái vân vân, thì cái điểm mấu chốt nữa, một điểm mấu chốt nữa là cái năng lượng tái tạo đem lại một cái hiệu quả về tài chính rất là lớn. Chính cái điểm đó thúc đẩy các cái quỹ tham gia, các ngân hàng tham gia, các tổ chức doanh nghiệp và các cá nhân đều sẵn sàng bỏ vốn đầu tư để tham gia vào cái ngành năng lượng tái tạo. Đó là cái sơ bộ về cái quá trình hình thành, phát triển của điện mặt trời ở thế giới cũng như Việt Nam trong một khoảng thời gian 3 năm trở lại đây. Xin cảm ơn. Dạ vâng. Thế thì ông có thể chia sẻ thêm là hiện tại hệ thống này đang gặp những khó khăn gì và mong muốn của doanh nghiệp như thế nào để khắc phục vấn đề này ạ? Vâng, xin cảm ơn MC. Năm 2021, từ đầu năm 2021 cho tới thời điểm hiện tại, năng lượng mặt trời hiện đang gặp hai cái khó khăn chính. Khó khăn chính thứ nhất là cái vốn đầu tư, cái suất đầu tư lớn. Ví dụ như 1 kW, một kW thì cái mức đầu tư nó khoảng chừng 15 triệu. Có nghĩa là một hộ gia đình sử dụng một tháng khoảng 3 triệu tiền điện thì cần một cái suất đầu tư là khoảng chừng 150 triệu cho cái hệ thống điện mặt trời để đảm bảo là cái lượng điện sản xuất ra nó tương đương với cái lượng điện sử dụng hàng tháng. Một con số khá lớn đối với các hộ gia đình. Đối với các doanh nghiệp, các cái nhà máy sản xuất thì lượng sử dụng điện hàng tháng của họ rất là lớn. Tới khi vài trăm triệu hoặc là vài tỷ là chuyện bình thường. Thế thì cái suất đầu tư cho những cái hệ thống điện mặt trời để đáp ứng một phần cái nhu cầu sử dụng nó rất là lớn. Một vài tỷ, vài chục tỷ, có khi cả trăm tỷ. Thì cái nguồn vốn, cái suất đầu tư ban đầu là một cái khó khăn lớn thứ nhất. Thì hiện tại thì có rất là nhiều cái sự hỗ trợ, cái sự chung sức của bên ngân hàng, của bên các cái tổ chức tài chính để có thể cung cấp cái nguồn vốn, hỗ trợ cái nguồn vốn đó cho doanh nghiệp, cho các cơ quan, cho các hộ gia đình để mình có thể sử dụng cái nguồn vốn đó, thay vì mình bỏ tiền ra từ đầu, mình sử dụng cái nguồn vốn đó để mình lắp đặt các hệ thống điện mặt trời và mình dùng chính bằng cái khoản tiền mà mình tiết kiệm được, thay vì mình trả tiền điện thì mình dùng cái tiền đó mình trả lại cho cái khoản tiền mà mình vay. Thì đó là cái khó khăn và cái phương án để xử lý cái khó khăn thứ nhất. Cái khó khăn lớn thứ hai nữa liên quan tới cái việc đấu nối vào hệ thống điện. Thì trong năm 2021 này, cái việc đấu nối vào hệ thống điện của Việt Nam đang tạm ngưng vì lý do là hệ thống điện mặt trời trong năm vừa qua phát triển rất là mạnh mẽ, phát triển với một tốc độ đứng hàng đầu của châu Á. Thế thì hệ thống cái hạ tầng điện của mình chưa phát triển theo kịp, và nó cần phải có một cái khoảng thời gian để mà hai cái sự phát triển đó nó đồng bộ với nhau, nó gần với nhau. Thế thì nó hiện tại đang có một khoảng thời gian gián đoạn cái việc đấu nối vào hệ thống. Tuy nhiên về cái giải pháp kỹ thuật thì vẫn cái hệ thống điện mặt trời vẫn có thể triển khai theo cái hướng là tự dùng, thay vì mình đấu nối lên trên lưới điện.
thì triển khai theo hướng tự dùng. Ví dụ một hộ gia đình sử dụng một tháng là 3 triệu tiền điện thì họ có thể trang bị cái hệ thống mặt trời với cái hệ thống lưu trữ. Khi mà hệ thống mặt điện mặt trời sản xuất ra nhiều hơn so với cái nhu cầu mình sử dụng á, thì trước đây thay vì đẩy lên lưới, bây giờ sẽ lưu trữ vào hệ thống lưu trữ, để khi mà trời mưa, khi mà buổi tối không còn điện mặt trời nữa thì hệ thống sẽ tự động lấy điện đã lưu trữ ở dưới hệ thống lưu trữ lên để sử dụng. Thì đó là cái giải pháp kỹ thuật để khắc phục cái khó khăn thứ hai. Thì vẫn còn một số những cái khó khăn nữa, tuy nhiên đó là những là hai cái khó khăn chính cho hệ thống điện mặt trời hiện tại. Xin cảm ơn ạ. Dạ vâng ạ, xin cảm ơn ông ạ. Và thưa các vị diễn giả, hiện tại thì để mà nâng cao nhận thức và thúc đẩy các lựa chọn đầu tư xanh thì cụ thể chúng ta cần có những giải pháp nào? Thì có lẽ đầu tiên Nhân Ngọc xin mời ông Huy Cường ạ. Ok, để nhằm nâng cao cái nhận thức trong cái mà gọi là để phát triển về cái phát triển xanh á, thì theo tôi thứ nhất á, nó phải sự đồng bộ giữa ba nhà. Thứ nhất đối với nhà nước thì chúng ta phải hoàn thiện cái khung cái khung pháp lý liên quan theo cái chiến lược xanh của chính phủ. Các bộ ngành phải đồng bộ với nhau và phải định nghĩa được thế nào là một cái dự án xanh, cái hoạt động xanh, một cái ngành xanh nó phải rất là rõ ràng. Giờ khi mà chính phủ làm được cái điều đó thì cái việc mà xây dựng các cái cơ chế, các cái sản phẩm tài chính đi cùng với nó sẽ dễ dàng hơn. Do đó là khi chính phủ, nhà nước làm được việc đó thì đến cái nhà banh là nơi mà sẽ triển khai khơi là dẫn cái dòng vốn vào cái kênh này, nó sẽ đảm bảo cái hiệu quả hơn. Đó là sẽ xây dựng được các cái sản phẩm tài chính nó phù hợp hơn, nó đa dạng hơn và hiệu quả và dễ dàng tiếp cận với các cái doanh nghiệp, các người dân hơn. Và cuối cùng đó là các doanh nghiệp, đó là cái ý thức. Chúng ta cần phải nâng cao cái ý thức giữa cân đối giữa cái hiệu quả, cái lợi nhuận của doanh nghiệp và cái việc bảo vệ môi trường. Chúng ta phải ý thức cái việc này ngay từ đầu khi chúng ta xây dựng doanh nghiệp, xây dựng một sản phẩm để đảm bảo rằng là ba cái hoạt động này nó phải gắn với nhau. Thì như vậy nó sẽ tạo ra cái hiệu quả cao nhất. Dạ vâng ạ. Xin cảm ơn ông. Thế còn đối với quan điểm của ông Dũng thì sao ạ? Cảm ơn MC. Tôi cũng bổ sung là những cái chia sẻ của anh Cường cũng vừa nói, tức là về phía chính phủ ấy, thì là cũng cần là có là một cái sự phối hợp toàn diện hơn là đối với lại là trong tất cả các ngành nghề. Tức là bởi vì chúng ta có thể thấy tức là có thể cung cấp nhiều hơn những cái chính sách hỗ trợ là ưu đãi cho là những cái lĩnh vực khác. Ví dụ như là cho các lĩnh vực xây dựng, giao thông vận tải, tất cả những thứ mà chúng ta có thể biết được là trong cái nền kinh tế. Thì một cái ví dụ ở đây tôi có thể nói tức là rất là nhiều những cái chủ đầu tư bất động sản là trao đổi và có hỏi tôi tức là làm thế nào để mà tiếp cận được lại là với những cái nguồn vốn để giúp họ là có thể là họ đầu tư phát triển những cái dự án xanh, dự án bất động sản xanh. Thì thực ra nếu mà với Nam Á thì là đang phát triển rất là tốt, nhưng vẫn đang rất còn lẻ loi trong một cái bối cảnh chung. Thì chúng ta cần có một cái sự là chỉ đạo cũng như là những cái chính sách là ưu đãi hơn từ phía nhà nước cho là các doanh nghiệp. Khi đó ấy, thì tức là nhà nước, ngân hàng, các tổ chức tài chính cũng như các doanh nghiệp sẽ là cùng là có thể là tạo nên một cái mạng lưới để mà sao cho mà đưa đến người tiêu dùng, khách hàng những cái lợi ích của những cái sản phẩm tín dụng xanh hoặc là những cái dự án xanh, để làm sao cho mà khi mà người dân, tôi ví dụ như là khi mà người dân mà họ quen với cái việc mà mua những cái sản phẩm mà là đạt mức dán nhãn năng lượng là 5 sao chẳng hạn, theo là quy định của bên Bộ Công Thương, đúng không ạ? Thì là hay là lắp đặt những hệ thống pin mặt trời như là bên phía đại diện của VGS cũng có vừa nói ấy. Thì tức là sao, thì là thị trường lúc ấy sẽ dần dần là sẽ nhận ra được những cái lợi ích của những cái sản phẩm đấy là như thế nào. Tôi ví dụ như là khi mà là mình ở trong một cái dự án xanh chẳng hạn, đúng không, bất động sản xanh chẳng hạn, mình sẽ thấy là ở trong đấy thì tức là mình sẽ có được mà là một cái môi trường nó rất là thoải mái. Và bên cạnh đó tức là những cái thiết kế của những dự án đó thì nó lại rất là tốt.
Tức là nó giúp cho là thay vì ví dụ tôi ở một cái khu mà trong phố chẳng hạn, hay là mà nó mang lại những cái nóng bức, hay là những cái mà nó mình phải tiêu rất là nhiều cho chi phí sinh hoạt, tiền điện, thì là với những cái sản phẩm kia về là đồ gia dụng đạt mức dán nhãn năng lượng cao, hay là triển khai lắp đặt những cái bình trời, thì có thể là mình có thể thị trường, khách hàng có thể nhận thấy ngay được là những cái lợi ích của những sản phẩm đó mang lại. Thì khi mà một thị trường đã có những gọi là một cái bước gọi là được gọi là nâng cao nhận thức như vậy, thì là khi là khi đó thì là mình là khách hàng sẽ là tự động, câu phải nói là tự động là tìm đến lại là các đơn vị cung cấp, tìm đến lại là ngân hàng để có thể là làm sao cho mà là có thể là mua hoặc là sở hữu những cái sản phẩm công nghệ cũng như là mô hình kỹ thuật xanh như vậy. Dạ vâng. Thế còn đối với quan điểm của ông Hiền thì như thế nào ạ? Dạ, cảm ơn MC. Kính thưa quý độc giả, thì như hồi nãy chúng ta đề cập những cái trở ngại khó khăn ở phía trên, thì với góc nhìn là tổ chức tư vấn thì tôi xin có một số cái kiến nghị như sau. Thứ nhất thì về trước tiên chúng ta thực hiện, nhất là phải thực hiện cái gọi là nâng cao nhận thức, nâng cao năng lực cho cả đối tượng về ngân hàng cũng như là phía khách hàng, doanh nghiệp và hộ gia đình. Thì nhìn nhận vấn đề đó thì thấy là bên Nam Á cũng đã được hỗ trợ một phần của GCF và của phía tổ chức tư vấn như là ABC team chúng tôi cũng đã triển khai tổ chức đào tạo nâng cao năng lực, hội thảo cho các cái cán bộ ngân hàng, là thậm chí là đến các cái chi nhánh của ngân hàng, để làm sao mà hiểu được cái lợi ích, cái hiệu quả của việc mà đầu tư xanh, cái hiệu quả năng lượng, cũng như là nhận dạng tiếp cận, thông qua đó tiếp cận được nhiều cái khách hàng tiềm năng ở nhiều góc độ về ngành nghề, lĩnh vực khác nhau. Đó là cái mà cần thiết thực hiện. Cái thứ hai, tức là khi mà triển khai các cái thường xuyên, nên thường xuyên tổ chức những cái gọi là hội thảo chia sẻ kinh nghiệm liên quan tới cái dòng sản phẩm xanh. Mà để làm đó thì các ngân hàng nên kết hợp cùng với các tổ chức, những cái nhà cung cấp, những cái cung cấp công nghệ mà đáng tin cậy. Thì chính vì họ là những cái người có thể là giải thích những cái hiểu rõ được cái phần công nghệ, cái áp dụng, cái lợi ích đem lại của cái vật mà công nghệ hiệu quả năng lượng, công nghệ năng lượng sạch như thế nào cho doanh nghiệp, để nhà họ có cái nhìn nhận nó đúng đắn hơn về cái phần mà giúp cho việc mà thúc đẩy cái tài chính xanh. Cái thứ ba nữa là nên thiết kế những cái gọi là những cái quảng cáo sản phẩm hay tờ rơi đi kèm với những cái gọi là những cái sản phẩm, những mô tả cụ thể, những lợi ích đem lại khi mà lựa chọn các công nghệ hiệu quả, gọi là hiệu suất cao, hiệu quả năng lượng, để giúp cho cái khách hàng, doanh nghiệp họ lựa chọn cho nó đúng. Cái thứ ba nữa là nhìn nhận là cái tài chính xanh nó là một công cụ không thể thiếu đối với cái đầu tư thúc đẩy về cái gọi là liên quan tới gọi là giảm thiểu ô nhiễm môi trường, thích ứng với là môi trường hiện nay. Thì như vậy thì đối với ngân hàng cũng nên là phát triển những cái sản phẩm đa dạng, sản phẩm gọi là tín dụng xanh mà có thể là thuận lợi, dễ dàng tiếp cận, để offer cho gọi là để cho cung cấp cho các cái khách hàng, để họ dễ dàng thuận lợi tiếp cận và hưởng lợi từ những cái sản phẩm đó. Dạ vâng ạ. Và cuối cùng thì không biết quan điểm của ông Văn Hậu như thế nào ạ? Vâng, xin cảm ơn MC. Kính thưa quý độc giả, đứng với góc nhìn của một nhà cung cấp sản phẩm, dịch vụ, thì tôi thấy có 3 điểm chính như sau. Cái thứ nhất là cái văn hóa, cái nhận thức của người dân, của xã hội về cái sản phẩm xanh, như thế nào là xanh, nó đem lại cái lợi ích gì. Cái thứ hai chính là cái sự hỗ trợ của các cái nguồn vốn, nguồn tài chính của các ngân hàng, của các cái quỹ nước ngoài, hoặc thậm chí là của nhà nước. Và cái thứ điểm thứ ba quan trọng nhất, nhưng mà tôi nói sau cùng, quan trọng nhất mà tôi nói sau cùng, đó chính là cái chính sách của chính phủ. Rõ ràng chúng ta cũng thấy là chỉ cần một cái chính sách hỗ trợ tốt năng lượng mặt trời tại Việt Nam phát triển một cách bùng nổ, dẫn đầu thế giới trong 3 năm vừa qua, thì chính sách chính là cái quan trọng nhất. Cái điểm thứ hai mà tôi muốn đề cập tới là cái sự hỗ trợ của các quỹ đầu tư, các nguồn vốn từ ngân hàng.
Năm vừa rồi, trong khoảng 3 năm trở lại đây thì cái sự hỗ trợ đó cũng đang rất là mạnh mẽ, đang rất là thuận lợi. Tuy nhiên, nó đang hỗ trợ nhiều cho khối doanh nghiệp. Bởi vì đứng góc nhìn là một nhà triển khai thì tôi đã từng làm việc cụ thể với từng cái dự án, kể cả dự án cho doanh nghiệp và lẫn dự án cho cá nhân, hộ gia đình và cơ quan, thì tôi nhận thấy rằng các hộ gia đình triển khai các cái hệ thống nhỏ, ví dụ 3kg, 5kg, 10kg v.v. để đáp ứng cái nhu cầu sử dụng của họ, thì cần được các cái nguồn vốn tiếp cận nhiều hơn nữa, thuận lợi hơn nữa, để mà họ có thể sử dụng cái nguồn vốn đó một cách thuận lợi nhất có thể. Và chính cái điểm đó là cái điểm thúc đẩy cái quan điểm, cái nhận thức của người dân, của hộ gia đình, của doanh nghiệp về các cái sản phẩm xanh. Rõ ràng mình biết nó thế nào là xanh, nó thế nào là tốt cho môi trường, nhưng mà mình không có tiền để triển khai thì sao? Hoặc là khi mà triển khai mình gặp một số cái vấn đề vướng mắc thì sao? Đó chính là cái mấu chốt chính. Một hộ gia đình sẵn sàng đồng ý là triển khai một cái hệ thống năng lượng mặt trời rất tốt cho cái tài chính của cái hộ gia đình đó, rất tốt cho môi trường xã hội, rất tốt cho mọi thứ xung quanh, nhưng họ phải bỏ một cái khoản tiền lớn để đầu tư thì đó là một cái điểm khó. Nhưng nếu họ được hỗ trợ, được tạo điều kiện thuận lợi để mà sử dụng cái nguồn vốn, nguồn tài chính xanh, thì tôi tin chắc rằng cái sự phát triển đó nó còn sẽ sâu hơn nữa, nó còn sẽ nhanh hơn nữa, và đem lại cái lợi ích cho không những cho cái kinh tế của từng hộ gia đình mà cho cả toàn xã hội. Xin cảm ơn. Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn bốn vị diễn giả ạ. Và thưa quý vị, trong chương trình ngày hôm nay chúng ta cũng có những câu hỏi của các độc giả gửi về cho VN Express. Thì thưa ông Anh Dũng, GCPF đã chọn đối tác trong nước để hỗ trợ dựa trên những tiêu chí nào ạ? Cảm ơn MC. Thực ra thì chúng tôi là không đặt ra một cái tiêu chí cụ thể nào để lựa chọn đối tác tại Việt Nam. Bởi vì sao? Tức là chúng tôi là luôn luôn là mở rộng vòng tay để chào đón là tất cả những đối tác tiềm năng là có thể trong tương lai đến là sẽ ngồi cùng bàn bạc lại và cùng là để thỏa thuận những cái hợp tác trong tương lai. Thì có một cái thực tế là một cái điểm, thực ra là một cái điểm đặc biệt với lại là của quỹ GCPF. Đó là khi mà là GCPF là hợp tác với lại là đối tác tại Việt Nam thì là sẽ có là kèm theo một cái điều kiện, tức là ví dụ như là với Nam Á Banh thì là GCPF là bên cạnh việc hỗ trợ nguồn vốn để giúp Nam Á Banh là có thể phát triển các sản phẩm tín dụng xanh đạt thỏa mãn cái điều kiện, tức là giảm tối thiểu 20% về đạt cái mức, tức là 20% về tiết kiệm năng lượng, hoặc là giảm 20% về là cái phát thải CO2 ra môi trường, hoặc là trên các dự án năng lượng tái tạo, nhưng mà là phải có một cái sự đánh giá là tương đối là chặt chẽ về là cái rủi ro về môi trường và xã hội theo tiêu chuẩn của IFC. Thì như là IFC có thể thấy, tức là những cái việc đó thì nghe thì có vẻ tức là sẽ là thấy tức là đặt ra khá là nhiều những cái trở ngại cho đối tác khi mà tiếp cận với lại cái nguồn vốn của chúng tôi. Thì là một cái điểm mà đó là rất là quan trọng trong là để có thể là cũng có thể là bắt đầu hoặc là duy trì hoặc phát triển hơn nữa là cái mối quan hệ hợp tác giữa GCPF và đối tác. Đó chính là cái sự cam kết và tầm nhìn của ban lãnh đạo cũng như là cái chiến lược phát triển của đối tác. Thì đó là chính là lý do vì sao mà chúng ta có thể thấy là Nam Á Banh cũng là anh Cường đã theo rất sát những cái sự hợp tác giữa GCPF và Nam Á Banh, đưa ra được là những cái chiến lược hoặc là những cái quyết định mà có thể hỗ trợ kịp thời để triển khai các gói hỗ trợ kỹ thuật cũng như là phát triển các sản phẩm tín dụng xanh tại Nam Á Banh. Thì chúng tôi tức là đúng như anh cũng nói, và chúng tôi thực ra là cũng rất là mong muốn là có thể duy trì cái mối quan hệ
với Namabank là có thể không chỉ là 2-5 năm, có thể là nhiều hơn nữa. Mục đích là gì? Tức là giúp Namabank là có thể đa dạng hơn nữa các sản danh mục sản phẩm tín dụng xanh. Tham vọng có thể hơi tham vọng, nhưng có thể là trong tất cả các danh mục đi. Đúng không anh cả? Thì là để làm sao cho mà là Namabank có thể phát triển một cách toàn diện nhất. Và bên cạnh đó nữa ấy, thì là cái việc mà khi mà chúng tôi là mang đến những cái là hỗ trợ về kỹ thuật để mà mang những cái tiêu chuẩn quốc tế giúp Namabank phát triển, thì là làm sao cho mà đối tác chúng tôi là có thể là tiếp cận được với những cái nguồn vốn khác nữa trên thế giới. Bởi vì là những cái vấn đề chúng ta có thể thấy là vấn đề tài chính xanh nó là một cái vấn đề mà được rất là được quan tâm bởi những cái tổ chức tài chính hay là nguồn vốn đầu tư quỹ đầu tư lớn trên thế giới. Dạ vâng ạ, xin cảm ơn ông ạ. Vâng, và thưa ông Huy Cường, thì Nam Á Bank đang có những chính sách ưu đãi nào đối với các doanh nghiệp ngành năng lượng tái tạo tiếp cận nguồn vốn hay không ạ? Vâng ạ, đây là một cái sản phẩm tôi cho rằng là sản phẩm chủ lực của Nam Á Bank. Tôi cho là trong thời gian vừa qua chúng ta thấy về cái vấn đề về gọi là khủng hoảng về năng lượng, mà trong đó hai ông nền kinh tế lớn nhất là Trung Quốc và Ấn Độ, chúng ta thấy là thời gian vừa qua là bị ảnh hưởng rất là nặng nề, đúng không ạ? Do đó bây giờ cái sự thay đổi từ cái việc mà khai thác năng lượng từ cái tài nguyên qua cái năng lượng tái tạo, đây là một vấn đề đó là xu hướng và bắt buộc rồi, đúng không ạ? Do đó là đi đồng hành cái việc đó thì chúng ta thấy rằng là trong ngày hôm qua ngày 30 tháng 11 vừa rồi là Bộ Công Thương chủ trì trong hội nghị liên quan đến cái năng lượng tái tạo, mà trong đó tham gia rất là nhiều các cái bộ ngành và cũng như các cái doanh nghiệp trong cái năng lượng tái tạo, và trong đó có một số khách hàng của Namabank. Thì đó là một trong những lợi thế và cái định hướng đúng đắn. Do đó là hiện tại Namabank đang có một cái có cái sản phẩm để hỗ trợ cho các cái doanh nghiệp và các cá nhân, đó là sản phẩm Happy Energy. Đây cũng đã triển khai từ năm 2020 và giờ đây với quy mô cũng khá lớn về cái hạn mức tín dụng. Và ở đó thì các doanh nghiệp, các cá nhân sẽ được tài trợ để đầu tư cái năng lượng mặt trời, đó, tức là cái tấm pin năng lượng mặt trời, để mà làm các cái dự án có thể là solar farm hay là solar rooftop chẳng hạn, năng lượng mái nhà. Thì do đó là với cái lãi suất rất là ưu đãi từ 7-9% tùy theo cái đối tượng khách hàng, thì đây là một trong những cái lợi thế. Và ngoài ra thì trong thời gian tới cũng chia sẻ với tất cả quý vị, thì Namabank đang làm việc với một số thông qua bên GPF sẽ mời tư vấn để phát hành trái phiếu xanh ra nước ngoài. Đó là cái có thể là thực hiện thành công trong 2022. Và cái điểm nữa là Namabank cũng đang làm việc với một số các quỹ đầu tư như là Blue Orchard hay là Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB để xây dựng thêm một vài các cái gói tín dụng nữa. Thì trong tuần sau, Nam Á sẽ đi với các cái đối tác đó để chốt lại. Thì như vậy Nam Á sẽ cố gắng xây dựng thêm, vận động thêm và huy động thêm các cái nguồn lực tài chính xanh để giúp mà gọi đa dạng hóa các sản phẩm dịch vụ và cung ứng cho khách hàng của Nam Á. Xin cảm ơn. Vâng ạ, một lần nữa thì cảm ơn phần chia sẻ của các vị diễn giả. Và kính thưa quý vị, dưới tác động của đại dịch Covid-19 thì tài chính xanh đã và đang bị ảnh hưởng và đang đối mặt với những khó khăn không nhỏ đặt trong bối cảnh chung của nền kinh tế cả nước. Và tuy nhiên mà khi mà chúng ta đặt trong nền khó khăn chung thì tài chính xanh có sức chịu đựng tốt hơn và có nhiều cơ hội tiềm năng để có thể tiếp tục vươn lên phát triển mạnh mẽ. Và mong rằng thông qua chương trình ngày hôm nay thì các thông tin hữu ích từ các diễn giả, các chính sách ưu đãi từ Nam Á Bank sẽ có thêm nhiều doanh nghiệp có thể tiếp cận với nguồn vốn, thúc đẩy phát triển bền vững và hiện thực hóa chiến lược tăng trưởng xanh của Việt Nam. Và đến đây thì chương trình của chúng tôi xin phép được khép lại. Một lần nữa cảm ơn các vị diễn giả đã nhận lời tham gia chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn tất cả quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.